Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì giao ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày Đà Nẵng ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trong đó mỗi ngày có khoảng 20 ca chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 3, có gần 7.400 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi, trong đó có 7.181 trường hợp được cách ly, điều trị tại nhà và 217 trường hợp được điều trị tại cơ sở y tế. Đến nay, đã có gần 57% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị ngành y tế bám sát tình hình, đánh giá nguy cơ và dự báo tình hình dịch để tham mưu về chuẩn bị nguồn lực và biện pháp ứng phó phù hợp. Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn để đảm bảo thuốc có hoạt chất Monopiravir điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Thứ nhất là luật có rồi, thứ hai là chúng ta cung cấp cho người dân theo đúng hướng dẫn phác đồ và theo đúng luật. Nhưng cái vấn đề là chỗ chúng ta tổ chức thực hiện như thế nào để kịp thời cho người dân. Thì cái này là cái vai trò của cơ quan thường trực và Sở Y tế là phải làm sớm cái này. Tôi nói lại một lần nữa là tránh để tình trạng là người thì phải đi mua, người thì nhà nước phát. Thì sinh ra cái vấn đề là nó không rõ ràng, minh bạch thì ảnh hưởng đến cái chung của thành phố là. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Sở Du lịch chuẩn bị chu đáo các phương án về phòng chống dịch khi mở cửa du lịch quốc tế, cũng như các tình huống ứng xử đối với khách nội địa khi phát hiện nhiễm COVID-19. Ngành công thương phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra việc kinh doanh mua bán các mặt hàng trang thiết bị y tế phòng chống dịch, đảm bảo chất lượng và giá cả.